Cảm ơn em tôi. Cảm ơn nha Minh bận tay cho anh. Cảm ơn mọi người gia đình của Diêm. À đúng rồi. Cảm ơn gia đình Mập, cảm ơn gia đình Minh ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Ok, thì mọi người cũng cho Mập 30 giây để cảm ơn gia đình của Mập. Lời nói thương cho Mập xin gửi lời cả. Có gì sợ đâu. Ba con chín cảm ơn Blue nhà mình mời đưa mấy đứa ơi. Cảm ơn chai lớp như thường, cảm ơn rất nhiều. Anh em ngồi chơi tao xin đúng nha. Rồi, follow. Tôi, okay, bà tôi ghi nhận cái follow lại cho tôi đã ra bà đi về. Rồi. Ủa sao vậy, sao gì á? Mập kêu đang vui. Có điểm đâu chơi mà chừng gì à? Ok, tôi về nghe. Bye bye mọi người, lái tốt nghe. Ok, bye bye mọi người. Bye bye. Kìa, chơi bị cay, tự nhiên nó không cùng tần số, nó lạ lắm. Hello chị, hello Tom. Tao đang tép quay ra móc mũi cái về rồi. Thấy quanh đâu? Thấy quanh của lại. Thôi tao sợ cô hay báo rồi. Vì cô hay báo mà tao chưa ngủ đây nè. Tối giờ tao ngủ có 4 tiếng. Tao đi sáng giờ luôn á. Thiệt, tao buồn ngủ, tao mệt lắm luôn á. Không phải sợ mà nó dắt đi vòng vòng đó. À, sáng nay ngủ không được, buồn ngủ. Đi ngủ đi bà, giờ ai cho tao cái TikTok Universe là tao tắt tao đi ngủ liền. Thiệt. Ai mà cho tao cái TikTok Universe tao đi ngủ liền. Cho dễ thôi. Giờ mà có bột vô cho một cái là tôi ốp tôi đi ngủ liền. Trong lặng thinh rồi cứ xa nhau trong lặng thinh, không hò cũng chẳng tên, đợi đến lúc quay mặt lạc quên. Ta yêu nhau chỉ mình ta biết, trời chẳng hay đất cũng chẳng biến, không phần cũng chẳng duyên, có ai hùng không chứ không đủ. Trông như ta là đôi tình nhân, mà mấy khi sống với tình nhân dẫn nào tình sâu sâu, tận ngõ khuất không dám công nhận. Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quên cũng chẳng phải là, chẳng sâu đậm cũng không phải là phôi pha. Chẳng bước ở lại, làm người cô đơn với nỗi nhớ.
chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng. Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng trường là tất cả, hoặc không phải là gì cả. Phố thành thang, dòng người bước vội vàng, giờ cơn mưa kia đôi khi quá đáng hạn. Nhưng mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan. Tụi nó kêu hai đi ngủ để tụi nó chơi game. Cảm ơn bác Ngô. Trông như ta là đôi tình nhân, mà mấy khi sống với tình nhân, nhân nào tình xấu sâu, tận ngõ quất không gian công nhận. Hững hờ rồi thiệt tha, chẳng quen cũng chẳng phải là, chẳng sâu đậm cũng không phải là vô. Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng trường là tất cả, hoặc không phải là gì cả. Phố thành thang, dòng người bước vội vàng, sự cơn mưa kia đôi khi quá đáng hạn. Nhưng mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan. Cuối cùng thì mình gọi nhau là bên đó hay là trạm dừng nghỉ. Tình có lúc thật, đôi lúc không thật, có nắm anh được đâu mà mang. Bước thì ngay mà chẳng bước ở lại, làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài. Vậy ta là ai, ta có hy vọng cho ai? Chẳng thì sự ngoài 30 anh má hết rồi. Xin lỗi vì đã xuất hiện. Cuộc sống
sông vẫn chảy qua đơn điệu chẳng ý nghĩa gì. Tìm được anh một nửa còn thiếu, bấy lâu em trân trọng tình yêu. Nay đứng sau mà không dám ngước nhìn người ta khuất xa. Người ấy từng tìm gặp em để đòi với em, nên anh rời xa thôi đừng khiến người mà mình yêu chưa khổ khi đợi. Hạnh phúc là chờ được nhau để một ngày sống đến lúc bạc đầu. Nhưng nếu quá lâu ai là người khổ đau, em nghĩ em nên rời xa anh để biết anh hạnh phúc thế nào. Không phải ưu tư và cô đơn khóc dưới mưa chiều ướt nào. Có lẽ em cố tỏ ra cao thượng, em biết em vẫn thương em và chờ. Nhưng nhìn anh đứng giữa trời và làm anh tổn thương.
không phải em đúng không? Em cảm ơn chị Mai ạ, cảm ơn chị Thanh Mai. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Thùy Dương. Anh yêu cô ta, dẫu em những hôm không về nhà, dẫu em từ trong ánh mắt, từ trong lời nói, anh luôn giấu em. Em sẽ đứng yên em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và anh sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh, anh cố nắm thật chặt đôi tay của anh có ôm chậm, và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không? Alo. Alo, đúng rồi, vẫn đang chị, em đang đứng dưới sảnh đó. Dạ.